vừa rồi các bạn có khỏe không? Còn đối với Roxy Việt Nam, đó là một khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Trong tuần qua đã có rất nhiều bạn đã liên lạc với chúng tôi để hỏi đáp thắc mắc về những sản phẩm của Roxy Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi đã nhận được rất nhiều những feedback của từ những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Roxy Việt Nam. Đây quả thật là niềm vui không có gì sánh nổi đối với những người làm trong ngành thiết bị bếp công nghiệp như chúng tôi. Và lần này cũng không ngoại lệ, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp mà chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá thiết bị này nhé. Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc bếp từ loại một bếp hầm mã số BTDV1H500ET do Đức Việt sản xuất. Chắc hẳn đối với những bạn đầu bếp hoặc là những bạn setup, các bạn cũng quá lạ lẫm đối với bếp từ công nghiệp Đức Việt nữa. Tiếp nối những thành công của dòng bếp từ trước đó thì năm 2018, Đức Việt tiếp tục cho ra đời những dòng bếp từ cảm ứng mới nhất. Bếp từ Đức Việt dòng ET năm 2018 không chỉ được nâng cao về mặt chất lượng của bếp mà còn được cải tiến trên cả hình thức nữa. Các bạn có thể thấy rằng là chiếc bếp này có đường nét rất là sắc cạnh, có vẻ ngoài thiết kế hiện đại. Chiếc bếp từ mã số BTDV1H500ET với kích thước tổng quát là 380x480x200mm, công suất của bếp là 5kW, sử dụng điện áp 220V, tần số 50Hz, mặt bếp kích thước là 300x300mm. Trong môi trường hiện đại hiện nay thì việc sử dụng ga khí hóa lỏng trong các tòa nhà, khu công nghiệp đang dần bị hạn chế bởi những vấn đề an toàn, chi phí sử dụng ga, công tác phòng chống cháy nổ phức tạp, vận chuyển nguy hiểm. Mặt khác thì thiết kế của các tòa nhà, trung tâm thương mại lại không lắp hệ thống đường ống dẫn khí đốt, lo ngại về vấn đề an toàn, thì bếp từ công nghiệp Đức Việt thực sự là một điểm đột phá quan trọng. Sản phẩm là một trong những chuỗi dụng cụ nhà bếp tiết kiệm điện năng, bảo vệ môi trường mới nhất và ưu việt nhất. Những bộ phận bên trong công suất như là chip CPU, IC được áp dụng công nghệ cao nhập khẩu hoàn toàn. Từ lúc nấu cho đến lúc sôi thì chỉ mất một thời gian ngắn và hiệu suất đạt tới 93%. Bếp từ công nghiệp Đức Việt thực sự là một sản phẩm nhà bếp với những bước đột phá tiện lợi vô cùng, giúp người nội trợ nấu nướng không chỉ tiết kiệm thời gian mà tiết kiệm được cả công sức nữa. Chiếc bếp từ Đức Việt không gây ra khói lửa bụi khí ga độc hại gây ô nhiễm môi trường. Đây là một sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe cộng đồng. Vỏ bếp được làm bằng inox chất liệu SUS304 với công nghệ hàn TIG-MIG cao cấp, đảm bảo độ bền và có thể hoạt động lâu dài trong môi trường khí hậu nóng ẩm. Mặt bếp từ được làm bằng kính cường lực giúp chịu lực cao hơn và mức lực tối đa lên tới 210kg mỗi bếp. Các bạn có thể thấy rằng là một điểm sáng mới nhất dòng ET so với các dòng bếp từ trước đó đó chính là phần điều khiển cảm ứng hoàn toàn 100% cả về mức năng suất bếp, thời gian, phần chọn chế độ, phím tăng chỉnh hay là on-off đều được cảm ứng. Điều này sẽ giúp cho các bạn đầu bếp dễ dàng sử dụng hơn rất là nhiều, hơn nữa thì có thể bảo vệ chống nước 100%. Bếp từ công nghiệp Đức Việt có phần hệ thống kiểm soát công suất và nhiệt độ thông minh, tối ưu hóa công suất, tiết kiệm năng lượng. Phần thương hiệu Đức Việt được in chìm trên thân bếp. Sản phẩm có kích thước rất là gọn gàng, thiết kế sáng tạo, dễ dàng tháo lắp, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Bếp từ Đức Việt nhận được chứng nhận ISO và chứng chỉ kiểm tra chất lượng của các cơ quan quản lý cấp nhà nước, luôn là một sự lựa chọn đồng hành của mọi dự án. Bếp từ công nghiệp Đức Việt được bảo hành 12 tháng và bảo trì trọn đời tại trung tâm bảo hành bảo trì của Đức Việt. Và với mỗi một chiếc bếp BTDV1H500ET thì đều có đường dây điện chờ đằng sau. Bếp từ
công nghiệp hiệu năng cao Đức Việt được thiết kế hệ thống phím điều khiển cảm ứng cung cấp khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Tôi quả thực là một người trợ thủ vô cùng đắc lực cho các bạn đầu bếp, giúp chúng ta tiết kiệm công sức, thời gian nấu nướng, cũng như là giúp các bạn đầu bếp dễ dàng hơn trong quá trình thao tác bởi không gây ra khói bụi cũng như không gây ra các khí nóng nhiều. Các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc là mong muốn sở hữu cho mình một chiếc bếp từ BTDV1H500ET thì hãy gọi điện thoại ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Và bây giờ các bạn hãy cùng với chúng tôi ngắm nhìn lại toàn cảnh một lần nữa chiếc bếp từ BTDV1H500ET. Like và subscribe để có thể ủng hộ cho Loxy Việt Nam nhé. Xin chào.